VIP Teen Top tiết lộ bị phụ nữ hành hung giữa phố, cảm thấy phiền phức vì nhiều người tiếp cận. Sau khi rời bỏ showbiz vì loạt scandal, CIP cựu thành viên nhóm nhạc Teen Top đã có những chia sẻ về khoảng thời gian không mấy vui vẻ khi làm người nổi tiếng. Đáng chú ý, sự việc nam idol bị tát giữa phố nhanh chóng thu hút dư luận. Mới đây, trong một video được đăng tải trên một kênh YouTube vào tối mùng 10 tháng 7, CIP đã chia sẻ về những kỷ niệm không mấy vui vẻ thuở còn làm người nổi tiếng. Đáng chú ý, nam ca sĩ nổi tiếng kể lại lần bị một cô gái đánh ngay giữa phố. Sự việc xảy ra ở ngã tư Cheondam, lúc đó tôi đang hút thuốc và chuẩn bị bắt taxi, bỗng dưng một người phụ nữ lạ mặt đi tới rồi tát thẳng vào mặt tôi. Khi người này vung tay lên định tát tôi thêm phát nữa, tôi đã nhanh nhẹn tóm lấy tay cô ta rồi lấy điện thoại ra quay video làm bằng chứng. Ai dè tôi bị cô ấy giật luôn chiếc điện thoại. Nam idol còn chỉ trích người phụ nữ định vu oan mình. Sau đó, cô ta còn chưa chẽn nói rằng trên tay mình có vết bầm, rồi dọa báo cảnh sát để tố tôi vì tội hành hung. Rất may là anh tài xế đã kịp thời xuất hiện, tuyên bố sẵn sàng làm nhân chứng, vạch trần người phụ nữ lạ mặt. Có thể nói, tài xế tốt bụng đã cứu CIP một bàn thua trông thấy, giúp cựu thành viên Teen Top thoát khỏi vụ scandal bạo hành phụ nữ. Bên cạnh đó, CIP còn chia sẻ về những bất tiện trong khoảng thời gian làm người nổi tiếng. Khi Teen Top đang ở đỉnh cao, nhiều người tiếp cận tôi, muốn tôi hợp tác với họ. Tôi thấy rất phiền phức nên mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng hoặc ở những buổi gặp mặt riêng tư, tôi đều phải đeo khẩu trang kín mít. CIP có tên thật là Bang Min Soo, sinh năm 1992 và ra mắt cùng Teen Top vào năm 2010. Trong Teen Top, năm idol đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Teen Top đã hoạt động được 13 năm và có nhiều bản hit như Miss Right, No More Perfume on You. Trong thời gian hoạt động, CIP nhiều lần vướng phải scandal về đời tư và buộc phải rời nhóm. Vào tháng 5 vừa qua, CIP đã chửi thề khi một số khán giả nhắc nhở anh đừng hút thuốc trên livestream. Đáng chú ý, phát ngôn muốn rút khỏi màn comeback kỷ niệm 13 năm hoạt động của nhóm sắp tới càng khiến fandom trở nên tức giận. Chỉ vài tiếng sau, đơn vị quản lý đã lên tiếng xin lỗi và xin chịu mọi trách nhiệm sự việc. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời đến vì đã gây phiền phức cho nhiều người thông qua những lời nói và hành động hấp tấp của CIP. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức trong việc quản lý các nghệ sĩ, Top Media bày tỏ. Đồng thời, Top Media cho biết vấn đề hợp đồng độc quyền với CIP sẽ được tiến hành sau khi Teen Top comeback vào tháng 7. Teen Top sẽ bắt đầu tái tổ chức đội hình 4 người bao gồm Chu Jin, Neo, Ricky và Chanjo. Sau nhiều hành động phản cảm trên livestream, trên trang cá nhân CIP đã viết thư thông báo rời nhóm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bị nam idol làm tổn thương. Trước đó, CIP đã bị nhiều netizen Hàn lên tiếng bức xúc vì những hình xăm trên người. Trong bức ảnh trên Nansen, CIP vận thời trang sân bay giản dị. Thay vì bình luận về sân bay thời trang của CIP, cư dân mạng lại tập trung vào số lượng hình xăm mà idol này có trên cánh tay. Việc CIP mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen càng để lộ rõ những hình xăm của anh. Có thể thấy trong ảnh, toàn bộ cánh tay trái của CIP được bao phủ bởi những hình xăm đen và màu, cánh tay phải của anh thì xăm kín phần dưới. Thêm vào đó, vai trái của CIP cũng đầy hình xăm. Hầu hết các bình luận của netizen được đăng trên Net News đều thể hiện sự bất mãn với lượng hình xăm của CIP. Trước CIP, nhiều ca sĩ Hàn Quốc cũng bị buộc phải rời nhóm vì lùm xùm đời tư. Năm 2022, nữ ca sĩ Kim Ma Garam bị công ty chấm dứt hợp đồng và đuổi khỏi nhóm nhạc nữ Le Sserafim vì nhiều người lên tiếng tố cáo cô có hành vi bạo lực học đường. Hay như Sojin, cựu thành viên nhóm G-Idol cũng rơi vào trường hợp tương tự sau khi vướng vào lùm xùm bạo lực học đường, uống rượu, hút thuốc.